với ông Mỹ bữa giờ là thấy là ông không sống á, bữa nay ông vui rồi, rồi. Ông nằm trong nơi sinh hợp để chạy chạy ha lần không kể vụ ông chồng con đây bữa là sắp đi rồi, nói là cũng có 60 ngày ông chết đó, xong chứ mới đem lên sư phụ, cái sụn mới cũng sắp chết được, từ ngày sư phụ điểm mất gì ông khỏe lại đó, ông vui vẻ bắt ông trở lại đó rồi. Cái mà nói chuyện được không? Được, cái bác sĩ là nói mấy chục ngày là đi phải không? Mà ông bị bệnh gì chị? Ông bị bệnh gì mà nói 60 ngày nữa chết? Bác sĩ nó muốn nó là ông chết đi á, cái thần kinh ông á, từ từ nó chết rồi. Cái nó không có được nữa. So how are you? How are you feeling today? I can't hear. Oh, you can't hear. Oh, fine. Thank you. Come on, sư phụ. Hello, quý vị. Mọi người nào mà có chút ít gì với sư phụ á, những gì thiên nhiên á, sẽ giống như là người bắt mặt, rồi một thiên nhiên khác gì mình. Còn nó chỉ với bộ trưởng giống như là lớp tiền gơ vậy đó. Resistor, hello. À, quá là vô công ty đó, có người ngồi trước cửa lớp tiền đó đùa lại. Còn tính khi nào mà đứa nào mà đã tử ruột kìa, mà chú bộ thấy nó bị trượt nhiều á, mới tính nay là tôi cũng cho cái điện. Thì hôm nay tôi cũng cho thì phải ngồi lên 15 phút để nó recharge cái energy của chú bộ lại. Thôi, còn đa số bệnh mà sắp chết á, là mấy gì chị nghe, trừ khi những nước mà nó cho cái hình buồn thắt thì lúc đó thường mới gọi là mình lấy tiền của mình trả. Ở này thì thường có đi một tiền còn mấy gì cái thứ hai bằng kiểu là chứ không phải nó giống nhau đó, tiền hết trường hợp. Đây, trên kia tụi nó ca cho xong đi để vô giải thưởng cho mẹ tụi phụ ngồi đây hoài chờ à. Tôi đang chờ á, nghe lẹ lên. Chậm là phụ nghịch đó nghe, hứa hẹn là những cái đám nhạc là không thưởng luôn á. Chứ mẹ ca hoài không á. Rồi mấy người ca cho lẹ đi. Ai hạng nhất là 500, hạng nhì 300, hạng ba là 200. Chóng là một. Cái này khai đáng gì nữa đây. Xin làm luôn. Lai ông ấy cũng là chú nhãn là một đáng gì nữa. Về nha. Đừng lộ mình ăn chết nha. Nhớ cầm cây vàng 30 đỏ cầm chín đồng làm gì mình nha. À, ông chị Hoàng nha. Nhưng mà giống con đi không?
Dạ. Còn tiền á nghe. Cảm ơn nha. Ở đây Quỳnh có khoảng ở Mỹ đấy, nếu mà có tổng mấy đứa gần còn rót được đúng không, khoảng 5-7 nghìn người đó, những nước mà gần gần thì là tìm vài trăm nước đó, chứ còn xa xa mà gần cái chục năm nay đó để nhận làm do họ tiếng đó đông á, còn Việt Nam thì quá trời luôn. Bây giờ cái người nhiều nhất là biết ai không, 4 triệu đảng viên mà giờ hơn phân nửa là Thiên Tâm rồi. Thôi thầy họ đây chứ đứa ngon Thiên Tâm mới cứu cái mạng của họ, ra ngoài Thiên Tâm cái ai cứu, chẳng lẽ mấy ông HO mà biểu tình ở đây mà bị mấy ông nhốt về cứu à. Cho nên phân nửa đảng viên là Thiên Tâm rồi, tăng ni mà tăng ni quốc danh nữa. Đây sợ sư phụ mà về cá là cho mấy người đó, một là đi cưới vợ, hai là tu thiện, tu thiện là không có được giữ thuốc tiền vì bảo đảm là người ta cứu gói về cưới vợ. Đây tu giảng mà sư phụ mà về Nam là không có chuyện thùng tiền trong chùa, tại vì mấy ông giữ cái thùng, mấy ông giữ cái chùa là tự động giống như cái máng xối nước vậy, tiền đi vô túi mà không phải không, tu là tự tu thôi. Thế nên giờ là chỉ có Thiên Tâm mới cứu mấy người thôi, dân sắp sửa họ rồi đó. Chào cái ông mà nằm trong đó ông là người Thảo, không phải người Việt.
ở trên đó cái bộ vậy đó, bộ quản hồn. Chẳng qua mà nếu mà dọn nhà vô lẹ quá đó thì dân không có phục, nó dọn từ 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 từ. Cũng may á là vụ đầu thai vô á, ở trên đó ngày nhờ ngày đầu thai vô anh Đức Việt mới được còn tồn tại trên quả địa cầu. Cái bộ hôm đầu thai Đức Việt là Đức Việt chuyển vô tàu, nó qua chừng 5 năm thôi nó bắt hết, mang được rửa đi mổ nội tạng rồi bắt hết con gái đẻ cho nó xong đời một. Bây giờ lại có mình ta, rồi mày nói chuyện là nói chuyện phải còn trong ở góc này, nó không nói thì đừng quay đừng tắt, để nó còn quay ngủ nói thôi, còn chơi thôi. Chúng chơi phòng chậm để chờ cho nó ca hết đi, nó đang thi chậm bên không chưa lắm. Vô coi giám khảo chậm chưa? Còn mấy người nữa? Last one, ok rồi, last one. Last singer. Bên đây, bao nhiêu người ca vậy ta? 25 người hả? Ồ, hai mấy người bị rớt. Nhìn cái là biết có hai mấy người bị rớt rồi. Chắc là tử này ca là chú không? Đổ giọng ca sĩ rồi. Đúng chưa? Được. 25 người. Đây kìa sao? Đây kìa sao?